Xin chào bạn, xin giới thiệu bạn một phiên bản đặc biệt của Bloomspeed dành cho iPhone XR dòng Lamanon Collegi. Đây là một phiên bản đặc biệt của Spigen dành cho XR, được sản xuất tại Hàn Quốc, vẫn là một thương hiệu đến từ Mỹ và hàng sản xuất có một màu là màu đen. Đây là một trong hai dòng ốp lưng riêng biệt đầu tiên của Spigen với một cái logo riêng biệt hoàn toàn. Đây các bạn thấy logo Lamanon, và đây là một dòng sản phẩm riêng theo cái phong cách của Paris Pháp. Một cái logo màu vàng rất là bắt mắt dưới ánh sáng. Bên trong cũng có những cái rãnh thoát nhiệt, cũng cái hình logo của Lamanon luôn. Logo của Spigen thì hôm nay đã được để bên trong. Chất liệu nhựa mềm TPU hoàn toàn để các bạn có thể thao lắp dễ dàng mà không lo bị cháy xước máy. Bây giờ mình sẽ lắp lên chiếc iPhone XR. Đây là một dòng series mới có nhưng mà hiện tại bán rất nhiều tại Lazada, bởi vì thiết kế của nó trông khá là thanh lịch. Với một thiết kế như thế này thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng mãi mãi mà không lo nó bị lỗi mốt, thì nó không bị quá rườm rà. Thiết kế cũng tương đối là mỏng nhưng mà không phải là quá mỏng, vẫn là một chiếc ốp lưng có khả năng chống sốc cũng như bảo vệ khá là tốt. Những cái chi tiết thì được hoàn thiện nói chung ở mức độ tinh xảo tuyệt vời. Đây, những cái đường kỷ chỉ ở sau lưng. Các bạn lưu ý đây là những đường kỷ thực sự nha, nó sần lên chứ không phải là dạng sơn bình thường. Cầm ở trên tay nó sẽ bám tay hơn so với mặt lưng kính của XR. Và tất nhiên nó cũng sẽ sạch hơn rất là nhiều. Phím bấm cũng thế, nổi lên và bấm rất là dễ. Bảo vệ toàn bộ cái phần viền màn hình, tất cả luôn, mọi góc mọi cạnh, và các góc sẽ được tập trung bảo vệ tốt hơn. Cả cái phần màn hình lúc này đã được nằm chìm ở trong chiếc ốp lưng này, nên dù các bạn có làm rơi thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến phần màn hình. Đương nhiên là cái cảm giác cầm ở trên tay vô cùng là vững chãi và an tâm. Rất khó để chiếc ốp lưng này bị rơi hay là bị tuột ra cũng như là bị bám bẩn. Và để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.